Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và cho niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thứ bảy máu chảy về tim, chủ nhật thân mật xâm vầy. Và chúng ta cũng đã bước qua những ngày đầu của tháng 10. Cũng như là vào đầu tháng, nhiều bạn chúng ta sẽ muốn biết lịch trình của sự kiện sẽ là như thế nào phải không các bạn? Quá chuẩn luôn. Ok, thì hiện tại chúng ta đã có một bản đồ lịch trình của sự kiện, tuy nhiên chỉ là tham khảo thôi nha các bạn. Bởi vì rất có thể những cái thông tin về những ngày của sự kiện sẽ có những sự thay đổi bởi những cái sự kiện lớn trong tháng 10 này. Wow. Thì chúng ta có thể là xem bản đồ để mà ước lượng hay là canh chân, có thể là tham khảo các bạn ạ. Rồi, và chúng ta sẽ có gì trong tháng 10 này? Đó là về sự kiện Summon Happy Hour thì mới qua rồi. Ta phải đợi tới ngày 26 tháng 10 thì có cơ hội là có lại nha các bạn. Còn về mà sự kiện Sub-Up xem quảng cáo, mà bạn nào chúng ta chưa có là xem quảng cáo vĩnh viễn 12 tiếng thì chúng ta có thể là chờ vào ngày 13, 14 nè, hoặc là ngày 26, 27. Và còn sự kiện Empower sẽ là một cái sự kiện mà rất là chủ chốt để chúng ta có thể cho anh chàng đai hùng chúng ta lên thêm một sao nữa, thì có thể là rơi vào ngày 7 thì có thể thôi nha các bạn. Còn những cái gọi là sự kiện khác như là việc chúng ta có thể mở khóa thêm chỗ ở trong kho giảm 50%, mua cây lay tình yêu giảm 50%, mua nhà trẻ giảm 50%, thì sẽ là ngày 7, 15, 23. Thì bạn nào chúng ta gọi là có nhu cầu thì chúng ta sẽ để những ngày này nha. Đấy, trong một tháng thì những cái gọi là sự kiện tiêu biểu đơn giản thì chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Còn về bản đồ của lịch trình clan, nhiệm vụ trong clan thì chưa có nha các bạn. Rồi thì chúng ta có thể là canh hai cái ngày mà quan trọng nhất là ngày Summon và ngày Empower để mà có thể chờ đợi nha các bạn. Đấy, còn những cái sự kiện mà lớn trong tháng 10 này nó như thế nào thì có thể là bước vào sự kiện mùa thu nè. Rồi sau mùa thu chúng ta sẽ đến với sự kiện gọi là có Duelrit nè và có sự kiện Halloween nè các bạn. Tuyệt quá, tuyệt quá. Đấy, rất là nhiều những cái sự kiện lớn ở trong gọi là ngày cuối năm nha các bạn. Chưa kể là những ngày cuối năm chúng ta còn Friday nữa, và sự kiện mùa đông, sự kiện Noel, sự kiện Giáng sinh nữa. Đấy, chính vì vậy nên chúng ta gọi là vừa chơi vừa chờ nha các bạn. Còn bây giờ thì có lẽ là mình và các bạn sẽ cùng nhau là vào tiếp tục những cái gọi là trận đánh khá là hóc búa ở trong Random Master Bua 1 thôi các bạn ạ. Đấy, với cái sự chỉ huy của Đại Long, Thần Đá và của Phượng Hoàng, chúng ta sẽ tốn khá là nhiều công sức để mà có thể là lên được, mà mình sẽ cố gắng để bù đắp cho tiên nhân nha các bạn, để xem tiên nhân chúng ta đã như nào rồi. Wow, tiên nhân chúng ta chỉ còn 25 điểm nữa thôi là có thể là lên thêm một cái gọi là bậc tu vi nữa rồi. Cố gắng phù trợ cho gọi là được rank này, tiên nhân sẽ là người được gọi là lên tu vi nhiều, rồi sau này sẽ được nghỉ hưu nha các bạn. Được, hào hán, hào hán. Mai mốt chúng ta gọi là có cô bé Phượng Hoàng, không, mai mốt chúng ta có chị Đại, sát thần, hát sờ, nanh tình yêu, thì tiên nhân chúng ta đâu cần phải ra tay đâu, ta về quy ẩn được rồi, để cho gọi là mọi người chúng ta gọi sẽ là chung tay góp sức với các bạn. Vì nếu như mà tiên nhân có tăng tiến sức mạnh thì nhìn chung vẫn sẽ gọi là không có thể sánh được với thần đá nha các bạn. Chính vậy nên có lẽ gọi là để rồng tiên nhân chúng ta quy ẩn là một điều gì đó nó khá là ok. Chừng nào mà có ai bị tổn thương thì tiên nhân sẽ bay ra hộ chiếu. Đấy, kế hoạch cả rồi các bạn ạ. Và nói chung thì mình có lẽ mình sẽ tranh thủ là empower cho chú rồng Hexer Vampire trước một cái khoảng thời gian để mà có thể là dần dần nha các bạn. Nhưng mình cũng canh né né mấy ngày mà Empower gọi là sự kiện ra, cái gọi là sẽ phải skip bài game đấy. Thì có thể là vào ngày mai. Mình sẽ gọi là nâng cho chú rồng Hexer lên luôn. Rồi dù sao thì
lịch trình tham khảo là như vậy các bạn. Đôi khi á các bạn, mình có gọi là kinh nghiệm là lịch trình phải không? Thì cái lúc mà khác với lịch trình á, thường thường là đến sau các bạn, đến sau chứ ít khi là đến trước. Tại vì nếu mà khi mà có những cái sự kiện lớn á, thì chờ tối cái sự kiện lớn là đến một thẻ các bạn ạ. Thường thường là nó như vậy á. Lão Càng 20.000, băng phồn đồng giáp. Thành công. Sức mạnh tăng lên gấp 1.000 lần. Thế vậy nên giờ tranh thủ là vẫn còn kịp. Nâng một sao thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Hoặc nếu có thì vẫn có thể là chờ đợi tới xuống ít game hoặc là qua luôn. Như vậy thì có thể là tối hóa cái khoảng thời gian chờ rồi. Tới cái lúc mà trend cũng gọi là đỡ trend nhiều mảnh các bạn. Thì thực sự thì trend cũng nhiều mảnh lắm. Với lại chưa gì mà chú rồng hacker của chúng ta đã gần lên tu vi đỉnh phong rồi. Trời ơi, cày luyện quá ghê các bạn. Có cái quest là đánh để mà lấy mảnh của... Ôi cái gì vậy? Oh no! Tiên nhân đã ra đi rồi các bạn ạ. Chưa kịp cho tiên nhân bồi bổ sức khỏe. Tại sao chú rồng này mình không thấy nhờ? Góc khuất các bạn ạ. Rồi xong rồi, chú rồng này cũng sẽ chí mạng chúng ta như bao người. Kết thúc rồi. SOS. Không sao đâu. Với sức mạnh của thần đá, anh ấy sẽ gọi là cố gắng để bám trụ lại. Và nếu anh ấy không trụ được, giờ cho chú rồng Đại Long cho chắc các bạn ạ. Đại Long à, biết là ngày xưa Đại Long tung hoành một gọi là phần ngang dọc rồi. Thì không lẽ còn 87k cào mà cào nó không chết phải không? Nó đen được kiểu vậy đâu. No. Trời ơi, xém các bạn ạ. 87 mà mình cào lên 88. Đấy là do hôm qua đen quá chứ mà gặp mà giống hôm qua là chết từ lâu rồi đó. Không xong rồi tiên nhân ơi. Rồi tiên nhân gọi là mình phải ngậm ngùi cay đắng, nó cỡ nào tiên nhân cũng phải lên nữa các bạn. Mùa này là gọi là phải là một cái gì đó mà chén cơm của tiên nhân rồi. Bốc phép ít thôi. Ui, sao bên kia gọi là mạnh quá vậy? Đấy các bạn, đánh có vài trận là phải bị tắt nắng rồi. Giờ mà mình gọi là lao vào tả xung hữu đồ, thế nào người tổn thương nhất vẫn là mình thôi. Trời ơi, SOS ơi, mình mà có Hacker, Vampire 5 sao là 70 mình hốt bên kia rồi đó. Thân ơi, nói chung là buồn các bạn ạ. Đang đánh các bạn bị bí thì các bạn sẽ dùng bí thuật nha các bạn. Đó là bí thuật. Nhưng mà các bạn phải là còn nhiều đánh nha. Thì các bạn sẽ sử dụng bí thuật này. Hạ cấp thành trưởng đấy. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Ui, có đai võ lâm trong đây luôn nè. Cái màu này thì chắc là tem được rồi. Được các bạn ạ. Không thể gọi là nhìn nhượng, khoan nhượng hơn nữa. Chúng ta gọi là cứ bao dung cho đối thủ là tàn nhẫn với bản thân. Đấy, giờ là phải chiến một trận cho nó đã mới được. À, chú rồng bên kia gọi là một chú rồng pháp sư KK, có lượng máu khá là nhiều. Và chơi những skill hệ bua vô cùng là gì đó. Đấy. Muốn gọi là dùng trường gãy để mà cấu đi một lượng máu rất là nhiều của mình. Thế nhưng mình đã biết trước điều đó, mình sử dụng cổ phượng hoàng vào và mình cũng chơi một cái đòn đánh tương tự. Và hy vọng rằng sẽ không có bị khắc chế. Oh no! Ôi, ranh này là ranh hệ bua các bạn nha. Cô bé Phượng Hoàng, tại sao lại không thể phát huy được sức mạnh như vậy các bạn? Ngày xưa là phải cho cô bé Phượng Hoàng vào để gánh ranh này mà. Tội một cái là gặp chú rồng nào cũng đánh đau lắm các bạn. Được rồi, mình hiểu mà. Mình sẽ để cho thần đá được ra tay. Thần đá thì chắc mình sẽ sử dụng skill khắc chế mà. Còn lại chừa lại một cái gọi là tảng đá cho chú rồng kia luôn á. Đây nè, sẽ làm như thế này nè các bạn. Đó. Cao loạn xạ nè. Sau đó chú rồng kia sẽ gọi là ra và chơi một cái đòn như thế này. Và mình thì chỉ cần cho thần đá vào và có một cái tôn như thế này. Thì mình chỉ cần thêm một tôn nữa là ăn được chú rồng bên kia rồi. Đấy là cách mà chúng ta sử dụng gọi là canh sử dụng skill đặc biệt nha các bạn. Ưu tiên những cái đối tượng nào đó mà sẽ gọi là không bị khắc chế.
thì mình có thể là tả sát thương nhiều và có thêm một cái cơ hội để mà tìm một đường sinh cơ các bạn ạ. Chuyện là vậy đó. Wow 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 wow. Đối thủ giống y chang khi nãy luôn á. Sao mà gọi là có sự trùng hợp thế như thế nhỉ? Rồi vô luôn để xem gọi là có gì hot không nào. Rồi ngon nhào vô nào. Pháp sư KK lại tiếp tục những cái cú đấm thường nhật nè. 81k bên kia còn 88, thì bây giờ mình vẫn có thể là xài skill đặc biệt. Tại vì mình biết á, là lại đông có đánh tiếp cũng sẽ gọi là phải tốn thêm 2 lượt các bạn ạ. À. Đam của Đại Long thì các bạn có thể thấy rồi. Cho nên là có thể là sử dụng như thế này. Wow! Và mình sẽ cho chú rồng này quay về ở ẩn. Xong rồi khi mà mình hồi xong 2 lượt và có một cái gọi là lượt sức đau đối thủ các bạn, thì mình lại cho chú rồng này ra. Mình nhìn cái màu này á, thì biết là chúng ta gọi là sắp gặp chuyện rồi. Sao mà chú rồng này mạnh dữ vậy? Gặp bơ á, có 3% chứ nhiêu. 88, rồi xin dính điệt. Chú rồng kia thì sẽ chiếm mạng mình. Chú rồng phương hoàng của mình đó cũng không được, vì mình sẽ bị khắc chế. Nhưng chú rồng bên kia cấp 60 muốn một phát mà đánh nát được mình thì cũng khó các bạn ạ. Mà trường hợp mà đúng là một phát mà nát thì mình nát thiệt. Ăn chắc mặt bền đi ha. Tức gọi là chúng ta chơi theo phương pháp ăn chắc mặt bền đi ha các bạn. Rồi chú rồng này thì một phát kia và chú rồng chúng ta vào đánh hai phát. Được, được các bạn. Ta chơi ăn chắc mặt bền đi. Chứ biết đâu gọi là chúng ta sẽ bị nát sao. Oh no, trời ơi cái gì vậy? Cứu tôi trời ơi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cứu tôi. Rồi, không xong rồi. Giờ không biết là mặt có bền không. Mặt nát luôn các bạn ạ. Trời ơi. Nào. Trời ơi, thôi xong rồi, mặt nát luôn rồi các bạn ơi. Đấy, tất cả là nhờ vào skill của thần đá đấy. Umalasibur, nếu làm gì đó làm đi. Tất cả trông cậy vào anh đấy. Anh dài. Đấy, lên nào. Ôi ôi, tuyệt vời các bạn ạ. Thần đá đã cứu. Wow, thần đá. Wow. Không ngờ gọi là thần đá gọi là còn sức mạnh hữu dụng như vậy các bạn ạ. Ghê thiệt sự. Tuyệt vời. Đấy, thần đá chúng ta có thể là vượt qua hiểm cảnh trong gai, đến được với lại cái vòng cuối cùng. Giống hôm qua là chúng ta bỏ qua cái vòng cuối cùng, thì hôm nay nha các bạn, hôm nay sẽ gọi là được chiến tới cùng các bạn ạ. Tại mình xem đanh tình yêu, pháp sư KK, sư tử cuồng nộ. Đanh tình yêu mình 53k, nhưng mà không sao, thế là vào chúng ta gọi là đánh trận này được không nhỉ? Và lấy bua hả? Bua bên kia level 70, hồi sinh không? Không hồi sinh, cái chỗ rồng cuối cùng có hồi sinh nha. Phân vân quá các bạn ạ. Thôi chiến luôn đi, thua thôi nha, không có mắc lỗi sai lầm gì hết nha. Ok, vô. Chỉ ra mày chọn cái chết. Đấy, bây giờ là chị đại còn hơi yếu thôi. Mai mốt là để trị đam lên. Rồi lúc thấy cảnh các bạn. Nào, chí mạng. Đấy, gánh đi nào, gánh còng lưng luôn. Wow, bây giờ thì mình sẽ để cho Phượng Hoàng các bạn. Phượng Hoàng có đánh hai phát. Bên kia sẽ tả xung hữu đột Phượng Hoàng. Chơi những skill cực mạnh vào người Phượng Hoàng rồi. Chứ không là bên kia cào đau lắm các bạn. Chịu không nổi đâu. Đấy, ghê lắm á. Nè. Ra đi. Đó. Đó, thấy chưa? Chịu không nổi đâu. Rồi. Giờ thì mình không thể gọi là kia được, nhưng mà mình có thể ao nhanh bằng cách rồi chơi skill này. Chí mạng nè. Rồi. Thôi. Ôi, giật tới 5 phát luôn đó. 24k. Có khi nào. Ở mà bên kia mới đánh xong một lượt các bạn. Mới đánh xong một lượt nữa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thêm một lượt nữa thôi. Bên kia sẽ hồi skill hấp huyết. Cho nên là mình bằng mọi giá phải trong 2 lượt đánh bại cho bên kia. Mình mới ví dụ nhá. Ví dụ là mình đánh bại không được thì sao? Thì thôi các bạn ạ, rồi thôi. Mình sẽ chơi skill bóng tối luôn. Một lượt. Đây, trời ơi, quá ghê cơ.
Ui no, bên kia có bơ hồi sinh kìa. Trời ơi, ai gắn hồi sinh cho rồng thần đá đi. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Trời ơi, cứu tôi sao mà không gắn bơ hồi sinh cho thần đá đi. Trời ơi, trận này nát rồi các bạn à. Nát rồi, bơ hồi sinh kìa. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. 42 á. Khoan, vẫn có một cơ hội các bạn ạ. Nếu như skill của gọi là thần đá mà xuyên được cái gọi là lớp hồi sinh của bên kia hơi là khó, tại vì lượng máu bên kia còn biết dậy nãy chơi mà cũng không được. Nãy mà chơi skill đánh thường thì lại không có đủ đam, mà nếu mà chơi skill đánh thì không được, cho nên là cơ hội của chúng ta là đâu đó tầm 20% các bạn ạ. Những cái màu này chắc là bài màu rồi. Vô tất cả sức mạnh, hãy bùng phát lên đi, đừng hồi sinh nha. Trời ơi, thôi xong rồi, SOS. Rất là ghê các bạn ạ. À, nên mình sẽ gọi là xem điểm của thần đá là như nào nha. Ôi, thần đá làm việc thế mà 690 là cày run xong rồi bỏ xó các bạn. Gánh được, nói chung là cũng nhiều cái gọi là điểm. Thì làm sao mà gắn bơ cho gọi là thần đá bây giờ sờ kinh cũng build lên rồi. Có hai chú rồng của mình Helric có sờ kinh thôi, một là tử thần bóng tối, hai là thần đá thôi. Mà giờ thì mình đang quyết định là cho thần đá, mùa này nó lại khó khăn nữa, mà mình lại có bốn bơ hồi sinh của các bạn. Gắn vô đi, gắn vô xong lực chiến là tăng lên rất là nhiều đó. Ok các bạn ạ, nói chung thì muốn gắn bơ hồi sinh cũng sẽ phải có dịp gì đó, hay là có thử thách khảo nghiệm, hay là một cái quá trình gì đó nha các bạn. Chúng ta không thể gọi là cứ hiên hiên là gắn vào được. Một cái trường hợp mà của gọi là thần thời gian đấy các bạn ạ. Đây cái của gọi là của anh chàng này nè. Đây. Thì tại sao lại có gọi là bơ hồi sinh thì các bạn cũng biết rồi. Tại vì anh ấy là gọi là thời gian mà, phiêu bạc mà, anh ấy tương lai thế nào cũng có bơ hồi sinh, cho nên là anh ấy từ tương lai chạy về quá khứ đưa bơ hồi sinh của gọi là gắn vào trong thời điểm quá khứ của mình đấy. Rồi sau này khi nào mà ảnh gọi là đạt tới một cái level mà giống như tương lai, ảnh cũng phải du hành một lần nữa rồi, kiểu nào ảnh cũng sẽ có cái bơ hồi sinh này nữa. Nên là gắn trước hay là gắn muộn gì thì nó cũng như nhau đó các bạn đấy, hoàn toàn là logic của các bạn, không phải muốn gắn là gắn đâu. Mấy nick khác thì chắc là như vậy, chứ còn nick series chúng ta gọi là kiểm duyệt gắt lắm đấy, phải tuyển chọn, phải là qua nhiều khâu lắm vậy nó mới giá trị các bạn. Ok, vậy thì nói chung là video chúng ta có lẽ đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn, các em chia sẻ cho thầy đi.